Hello anh em, hello mọi người. Thì hôm nay mình sẽ thử đốt 5.000 que diêm. Đây là 5.000 que diêm. Khoảng 100 hộp thì trong này có khoảng 5.000 que diêm. Đấy, mình sẽ chiên trứng bằng 5.000 que diêm này xem thử có được không nha nha. Đấy. Sau đây mình đã chuẩn bị trong 5.000 que diêm nha anh em, với 3 quả trứng nuôi gà. Không biết là đốt 5.000 que diêm này không biết là có chiên được 3 quả trứng gà không biết. Anh em thấy đốt nhanh không? Đúng là trong vòng nửa nốt nhạc đấy, không đến một nốt đâu. Đấy, làm cả tiếng hồ đốt phát sạch trơn. Đúng là cái gì nó phá nhanh hơn là mình làm anh em ạ. Ok, bây giờ nó đã tắt.
mà cái nãy cầm về mà đốt mẹ cho vậy được đấy gì đâu hả? Nó đâu có nóng mấy nha em, có thấy đâu thấy em không có nóng mấy mà nó chín được trứng rồi, cơ bản là chín được trứng rồi. Ok, vậy là mình đã thử dùng 5.000 cua diêm để chiên được trứng xem thử có được không, mà cuối cùng cũng được rồi anh em ạ. Đây anh em có thể thấy món trứng chiên của mình không? Hấp dẫn không? Trứng chiên bằng 5.000 que diêm nha anh em. Bây giờ đến tiết mục thưởng thức xem thử có ngon hơn so với bình thường không? Ok. Anh em thấy ngon không? Hấp dẫn không? Ăn thử có ngon không nhỉ? Ngon. Nóng. Nóng hổi. Mình cứ nghĩ là không nóng nhưng mà được. Ok, và để anh em mình nó thưởng thức đánh giá khách quan thử. Đấy mình ăn gần hết rồi. Thì xem nó ngon không? Mình quay rồi. Mình có thấy không? Đấy. Đường. Xem chưa? Mời 500 anh em nhá. Ngon ngon. Nó béo không? Béo béo với dầu. Thế mà lại đốt tiếp triệu, đốt triệu cái diêm nướng hẳn con gà luôn. Không biết có được không nhưng mà mai thử làm. Ngon. Tiếp đi, ăn ăn đi. Ăn tiếp đi. Ăn đi. Uống sữa. Ăn xong uống sữa thì còn gì bằng. Để sáng ra bởi suối tối vào hang. Vịt thì ngan thì cũng chưa động này. Tôi tưởng không ăn được nhưng mà không chết đâu mà sợ. Không lý vì 5.000 que diêm mà chết sao? Có phải lý thì chết đâu. Coi nữa rồi nó mới đúng lắm rồi. Không ăn lòng đỏ nữa cô. Ngon mà. Mời anh em. Hấp dẫn. Anh em há mồm tôi đút trong miếng này. Nó béo là do mình chế nó hơi dầu, nó hơi nhiều. Nó đâm ra nó béo. Này, tiếp rồi. Ngon nữa. Hết mẹ rồi. Tiếp tục chiến đấu. Ngon. Ngon quá.
quên, mình đã thử chiên trứng, đã hoàn thành được cái gọi là món ăn là trứng chiên, ngàn quên 5.000 cái chiên, 5.000 quả diêm thống nhất nha anh em, vài chục ngàn thôi, 5.000 quả diêm tính mua có giá trị chỉ vài chục ngàn thôi nha anh em. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, thấy cảm thấy thích thì like, subscribe kênh để ủng hộ nha, và nếu được thì các bạn thử cái thử mua diêm về mình chiên trứng, đấy, xem ăn có ngon hơn không nha anh em, mình đảm bảo sẽ ngon, chắc chắn, và không những chiên trứng mà nướng cá, nướng thịt nướng cái thùng nướng tất cả các thứ đấy, bằng diêm đều ok hết, nhưng mà nếu như mà mình mà nướng trực tiếp trên ngọn lửa diêm ấy, thức ăn trên trực tiếp trên ngọn lửa diêm thì mình phải bọc một lớp gì đó, bọc bùn hay là bọc bạc hay là bọc giấy, bọc quần què đấy, ok không là ăn có bị độc, diêm đốt độc quá chất không đấy, nên mình tạm thời kết thúc video ở đây. Thì các bạn có ý tưởng gì hay nhớ like, comment để mình biết thực hiện cho các bạn, cảm ơn các bạn, ok. Nhớ like, nhớ subscribe nữa nhá.